Xin chào các bạn, các anh chị. Ở đây hôm nay mình chia sẻ cho quý vị có anh nghe, là các bạn nghe, Hạnh nghe nghe. Ở nhà không biết cái xe mà nó đi mà nó ra khó, mà đồn ngủ mà nó ra khó thì như trái xe phải không? Coi như xe này em. Đó, bọn thấy không, nó ra khó nè, nó ra khó như trái xe với ba mà nó đổ ba khó nổ nghe, nắng là dễ nổ chứ ngủ khó nổ nè các bạn, khó rồi nè, trong cái sườn nó ra thấy không, có anh các bạn thấy trong cái sườn nó rơi như trái xe không? Đó, tưởng là chập dây điện vậy ha, đang đi thấy hùng phải không? Nhưng mà không phải. Cái đây để mình lồm rồi mình chia sẻ cho các bạn mấy học nghề ở nhà mình đi mà lỡ cái trường hợp vậy mình biết. Đó, khi mà nắng thì đổ cái dễ nổ mà nè. Nắng là đổ cái dễ nổ, còn nguội nó khó nổ nữa. Do nó nguyên do bị ngay cái đầu đây. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái đầu đi ra, rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn, thấy không? Khác nó hòn. À. Khác nó hòn cho bạn nó trên xe nó nhụn. Nhụn chấm mà. Các bạn ơi, bây giờ mình mở bô ra. Đó, rồi mình mở cái nắp này ra nè, thấy không? Mở cái này ra, cái nhông trước nè. Đó, ra. Cái xây này mới xây máy nè các bạn ơi. Xây máy nè. Đó, mình mở mở bốn ốc đào này ra. Xe này anh đi bốn nguồn điện thật mà. Đi xe này đi dữ lắm các bạn ơi, mấy cái xe này ông mà quê mình xe riêng này đi dữ lắm, rú nó cũng đi được hết, mà đang đi xe riêng thôi. Đó, các bạn mở bốn ốc đầu ra nghe, có lông đầy nữa nè mình lấy ra. Bữa rồi nó bị sức tao mới cậu không à, cậu không ở đây nó hơi lâu nè, mở đó, thưa các bạn, đây bây giờ mình mở rom làm do mình ngày mở cái cổ xăng này đó, cho nên mình mở cái yếm đây, yếm đây mình lấy cái boe này gió này ra luôn được đó, thôi sẵn mình mở ra rồi cái boe tha luôn nó khổ luôn các bạn, cho vào vòng nhỏ ra nè, các bạn có anh biết vì sao mà cái không giờ làm miếng mở ở đây này nè, đó các anh các bạn sao biết mà cái xe này nó ra khó vậy không? Đó bây giờ mình chia sẻ luôn nha, để mình nhiều khi mình bị trường hợp vậy mình lồn nha. Đó là do cái xe mình nó ra khó ở đây như trái xe là nó ra có cái lỗ, có cái lỗ cái má rim này nó có cái lỗ thâm hơi á, thâm hơi của máy á đó. Đó, ví dụ như mình đi là thâm hơi ngoài quẹt nhất mà nó đổ dư nhiều á, nó lò ra ngoài nó có cái dây dẫn ở đây đó, nó ra khó ngay cho đó các bạn đó, các anh chị nha. Nhưng mà cái do nguyên do á mà cái xe này nó bị vậy á là do cái ron này đó, cái ron này thôi, nó bị cái ron này thôi nghe đó. À, chạy thang cái râu này nó bị lủng này phải không, nó bị lủng cái đây nè, này nó khi mà nó nổ máy nó lọt hơi khó ra đây đó, này nó đưa dưa luồn vô máy lại nè, đi theo đường xe máy nè, luồn vô lại thấy không, em mình lấy ra luôn cho các bạn coi nha, thấy không, nó bị rách chỗ đây này phải không, nó luồn vô đường xe máy thấy không nè, đó em mình đưa ra ngoài xoắn luôn cho các bạn dễ thấy nha, đó
đó, cái đây nè, ron nè, ron slash nè, đó, nó bị rách ngay vô đây nè, thấy không, nó lộn vô đường xe máy này, nó ra khói, thấy không, đó, xíu nữa mình sẽ là bỏ cái ron mới, đó, mình siết dạng lại bình thường là nó hết ra khói, không, đó, mình chia sẻ cho các bạn như vậy, đó, nó bị vậy thôi, trường hợp như vậy thôi, nghe nhiều mà cái gì mình cũng không biết, đó, mình lùng nghề mình biết, đó. Cho mình không biết rồi mình không biết rồi mình xử lý cho người ta, đó, đó này bị cái đầu này thấy không, đó, thôi nó rách như đây, đó. Đó giờ các bạn ơi, mình sẽ đưa cái ron này vô, ha, họ đưa cái ron này vô này ha, họ mình lấy rồi mình chà sạch sẽ các bạn nghe, bấm lửa không, chà xịt hơi rồi nghe, đó bây giờ mình sẽ là để cái ron này vô, đó, rồi. Có gô thì mình vẫn để giờ gô rồi nghe bạn nghe bạn. Đơn lòng có khách ngầu luôn. Mà thường mình quay cho các bạn à, bữa lòng à, xe kia khóa cổ không được, có khách luôn á. Nên có gì sai sót à, các bạn thông cảm. Lòng à, khách đi nữa. Đó, này, cái dây xanh má này các bạn lòn ra nha. Đó, để vô. Còn lấy ra thì cái rim thì nó cái ron xe rim đó là dung tích xi lanh là một kiên lan một cam trở lại đó, thì các bạn bỏ cái ron y chang với nghe đó rồi chứ các bạn đừng có lên ron 110 to quá, nếu mà ron 110 to quá thì nó rộng quá nó dễ đắt rồi đó. Bỏ cái ron đó thì bây giờ xe nó thấy là khó đâu. Các bạn rớt vô có cái rong đang rong đồng này nghe, rong đồng nó nằm phía dưới nghe, gần cái bô, cái cổ bô nghe đó. Còn mấy cái rong đây, cái rong mấy khoen này thì qua cái này giống nhau bình thường, còn ai cái đầm vô đây đó, còn dạng thấy vô qua ốc đào dạng thấy vô. Đây mình mở ra thì nó cái chỗ đây nó rách cái đâu thì mình cồ luôn các bạn, chà sạch sẽ luôn các bạn ơi, mình chà sạch sẽ hai cái ron của cái nắp nắp tròn, còn mấy cái kia thì nó nắp đầu ron buông lỗ nó còn thì mình để đó, nó còn thì mình nó không có bung ra thâu để đi, mình dạng hết cái này vô đâu đó xong mình dạng cái nhông đây, nhằm canh đây canh lửa đây phải không các bạn, đó mình canh lửa có cái giáo này ha, đó với lờ này đưa ra ngoài đó. Đó. Đưa đầu đó giờ mình xíu thấy là các bạn rồi mình chỉnh cò các bạn ơi ha, rồi mình sẽ đọt nũa mình chia sẻ cho các bạn coi nha. Đó các bạn ơi, à, sau khi mình bỏ vô đó, mình dạng chỉnh là bỏ bô vô không? Chỉnh là chỉnh lửa tâm lửa không? Ron rồi không? Đó, ngay ngon thấy bây giờ mình sẽ đọt chia sẻ cho các bạn này, nãy nó ra khó bây giờ mình đọt thử nghe, nổ còn ra khó lắm nghe. Mở ra mình nhớ các bạn đó. Còn ở đây nè, không ra khó nữa đó. Còn ở đây nhớ cái đây nó mình lồm, trong quá trình mình lồm á, thì nó hơi dính xí nhớ nó ra khó chỗ đây.
đó là cái máy phía ngoài thôi, còn ở đây nó không còn ra nhớ ra khó nữa các bạn đó. Nhưng mấy các bạn làm nghề thì rách cái đâu đó các bạn biết rồi, còn nhiều người mới học nghề hay là mình đi xe mình bị vậy mình không biết chừng đó, có thể là mình nên mình chia sẻ cho các anh chị đi xe bị như vậy để mình biết, để nói thợ xử lý cho mình đó. Rồi mình chia sẻ video tới đây thôi. Cảm ơn các anh chị các bạn đã ủng hộ và theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì bấm chuông và đăng ký để ủng hộ mình sẽ làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.